Tại sao cho tóc bông người em phải đi tẩy? Em thích nè. Thế nhổ sáng á? Vâng. Thế đây là tóc làm thật hay làm giả đây? Đây là làm giả. À, làm giả như này, làm thật thì sẽ, để thật tự nhiên thì sẽ như nào? Thì nó sẽ xù hết cả lên nhá. Em muốn nhuộm màu đen nhá, cho tóc nó bớt sơ ấy. Sợ thích màu đen. Thì tóc em màu sáng nó bị xù quá. Thế tóc em bình thường mọc lại bông tự nhiên rồi đúng không? Mà em lại đi tẩy nữa thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là rất là khô. Với cái nền tóc hiện tại em đang có sẵn thế này ấy, thì anh nghĩ là em nên tận dụng nó để em có thể nhuộm màu nâu khói đi, màu trầm đi, nhưng mà có nghĩa là không đen. Cứ nhìn thấy tóc đen là tưởng nó khỏe đâu, tóc đen là cực kỳ hại tóc. Tóc đen nhá, sau này em nên nhớ này, đen em sẽ không uốn nữa này, không nhuộm màu khác nữa. Và em sẽ phải nuôi cái tóc đấy, phải bây giờ cắt hết đi mới làm được. Anh bảo này, cái màu này của em nhá, thì về nhà em gội đầu nó không phai ra vàng đâu. Sao em đang quen màu sáng hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà thôi, màu này nhìn tóc nó sẽ khỏe hơn, với lại là về chắc là mẹ thích hơn. Của em xong rồi đấy. Vâng, cảm ơn ạ.